ngày đầu đi nhận chức. Bạn này. Ngày đầu đi nhận chức thấy đồ. Chất lượng nha. Uy tín luôn. Nguyễn Đăng Sơn. Anh em công nhân. Nguyễn Đăng Sơn. 114720. Thử đi làm công nhân xem nó như nào mọi người ạ. Không được nói chuyện, nó hơi bị gắt luôn. Nguyễn Đăng Sơn đâu? Em bị hút thuốc rồi. Đi hút thuốc á? Mọi người đang nghĩ gì nữa? Thảo. Mình thử đi làm vài tháng xem là nó như nào mọi người nhé. Đang hiện tại đang tập trung ở sân ngoài, sân ngoài công ty đấy, nó rất chi là mệt. Nắng rất chi là nóng mọi người nhé. Nhưng đang chuẩn bị đi nhận nơi làm việc nhưng mà chắc là không được cầm điện thoại vào đâu mọi người ạ. Đi qua một cái cửa từ nữa ấy. Đấy, đang điểm danh này, đã đi vào cửa tư rồi, nhưng mà chắc là vào trong xưởng là mình sẽ không quay được nha mọi người nha. Xào, xào. Xào, xào xài à? Xào xài à? Xài à, y dài đúng không? Y nhắn. Xào xài. Xào xài. Xài, xài. Công ty Trung Quốc. Lương Văn Khánh. Vôn Tích. Lương Thành Đạt. Có. Hàn Công Dương. Có. Hứa Văn Thiên. Có. Phan Thị Phong. Bạn ơi, bạn làm phát lại cho tôi cái. Làm lại phát. Chửi rồi đấy. Thu luôn. Rất thì nhố nhằng. Thôi xin bạn đi xin lỗi đi, bạn rẽ đuôi ra bạn xin lỗi, xin lại khóa đi một tí, khóa cái gì. Mọi người không muốn đóng thẳng hàng đi đếm cho dễ. Còn anh đúng không? 069985. Xin đi gì nữa không, tí mất khóa giờ. Chỉ số điện thoại thấy khóa. Tối mở trà sữa luôn. xin được chưa? Ô thế mất cả điện thoại luôn à? Bạn này. Thế giả bạn anh chìa khóa đi rồi anh không quay. Ok mọi người nha, mình chuẩn bị vào làm đây. Chào tất cả mọi người nha. Anh nhìn bạn quay camera đợt này. Ra nhà. Ok. Tiến rồi.